Thảo Hiền xin kính chào quý khán giả của đài VNTV. Thể theo lời yêu cầu của một số quý khán giả và cũng để giúp chúng ta có một đời sống khỏe mạnh hơn, hôm nay VNTV xin mời quý vị gặp gỡ với chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa để nói về đề tài hàm lượng calorie trong người của chúng ta, như thế nào là đầy đủ calorie cho một ngày, cho mỗi người, và như thế nào để chúng ta có thể có một đời sống khỏe mạnh hơn. Thảo Hiền xin chào anh Khoa. Tôi bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, xin kính chào quý vị và Thái Huyền. Thưa anh Khoa, thì nói về calorie, xin anh Khoa giải thích thêm là calorie là gì anh Khoa? Kính thưa quý vị và Thái Huyền, calorie là calorie làm ra năng lượng. Dạ mà vâng. Năng lượng từ đâu thì là do thực phẩm của chúng ta làm dạ. ra, có chứa calorie, thì calorie từ protein, từ chất béo và chất bột. Dạ vâng. Làm ra năng lượng. Dạ, như vậy thì cho mỗi người trong mỗi ngày thì trung bình là chúng ta cần bao nhiêu lượng calorie? Kính thưa quý vị, thường thường trung bình một người cần cái hàm lượng calorie là khoảng 2.000 cho tới 2.300 hoặc là tới 2.500, wow. Tùy theo cái chiều cao, dạ. sức nặng và tùy theo người đó là người nam hay người nữ, và cũng theo tuổi tác nữa. Dạ vâng. Và cũng tùy theo cái sự hoạt động của và nghề nghiệp của họ. Chẳng hạn như là người làm việc lao động và người làm việc ở văn phòng, thì dĩ nhiên là cái người làm việc lao động thì cần tiêu thụ cái hàm lượng calorie nhiều hơn cái người ngồi ở văn phòng. Dạ, như vậy thì nếu mà nói về tuổi tác thì thường thường là người lớn tuổi thì thường hay ăn kiêng nhiều hơn là người trẻ tuổi, thì cái hàm lượng calorie chắc cũng phải khác không? Dạ vâng, người trẻ và người già hoặc là người thanh niên nó dạ, cũng đều khác, nhưng mà dạ. cũng tùy theo cái một lần nữa tùy theo cái tuổi tác và cái chiều cao sức nặng của họ. Dạ. Cái lý do chúng ta trong cái đài đã yêu cầu mang cái chương trình về calorie lên dạ. trong cái chương trình hôm nay là vì trong vài tuần qua có một vài tường trình về sức khỏe của người Mỹ thì không được tốt lắm, là vì người Mỹ càng ngày càng béo phì, và cái thống kê cho thấy là cái nguy cơ khoảng 22/3 dân số người Mỹ đã có cái nguy cơ béo phì. Thì nhân dịp câu hỏi yêu cầu của quý khán giả và những cái report mà không được tốt đó, chúng tôi cũng mang những cái thực phẩm mà chúng ta dùng hàng ngày dạ vâng. Để đo cái hàm lượng calorie dạ. cần thiết trong cơ thể. Ở đây thì thấy Huyền thấy là nào mình có là hamburger rồi khoai tây chiên và kể cả nước ngọt nữa, phải không anh Khoa? Dạ vâng. Như vậy thì cái này thì rất là thông thường, tại vì thấy Huyền nhớ là khi mà học high school, từ middle school tới high school là hàng ngày đều phải ăn hamburger, kính thưa quý vị, mà lâu lâu mới được ăn cơm hoặc là ăn pizza. Thì như vậy cái hàm lượng calorie trong những cái món ăn này là như thế nào? Kính thưa quý vị, lý do chúng tôi mang thực phẩm của người Âu Mỹ dạ và vâng. thực phẩm của người Á Châu tới đây. Dạ. Chúng ta không ít thì nhiều, thì cái thế hệ người Việt Nam của chúng ta, nhất là giới trẻ như là Thái Huyền chẳng hạn, dạ. Đã sinh ở đây hoặc là đi học của những trường ở đây thì không có cái quyền lựa chọn để ăn dạ uống vâng. trong những cái buổi trưa. Thì như Thái Hiền vừa nói là phải ăn hamburger, thì các em từ từ những cái món hamburger hoặc là pizza hoặc là KFC thành một cái thực phẩm quen thuộc hàng ngày của dạ. các em. Và đó là thay vì những người lớn thì không thể nào thiếu cơm thiếu gạo, nhưng dạ mà vâng. các em có thể là không có thể nào thiếu burger hoặc là taco dạ. hoặc là burrito. Thì đây là một cái thí dụ. Hồi nãy chúng tôi đề cập một người cần khoảng 2.000 calorie, thì đây là một cái phần ăn của trung bình của các em hàng dạ ngày, không phải như các em mà cả người Mỹ luôn. Thì đây những cái phần ăn này đó thì thường thường nó có phần nhỏ, phần medium, vừa lớn. Thì đây là một phần, mà đây là phần nhỏ dạ. Thì một cái burger như vậy đó thì đã có khoảng gần 700 calorie. Mà cái phần french fry này đó đã chứa gần 300 calorie. Wow. Thì hai phần này đã có khoảng 1.000 calorie. Dạ vâng. Cộng với một ly nước nhỏ như vậy đó là khoảng 200 calorie nữa, là khoảng 1.200 calorie. Dạ vâng. Chúng ta nói về phần nhỏ thôi.
Còn có người lại muốn ăn cheese hoặc là một cái phần to hơn nữa thì cái hàm lượng calorie có thể lên từ 1.500 cho tới 2.000 calorie. Thì quý vị thấy không, một phần ăn như vậy đã đủ calorie cho một người trong một ngày, Trong một ngày, dạ vâng. là một phần một bữa ăn thôi. Còn nếu mà một cái người mà cứ tiếp tục ăn những cái thực phẩm như vậy Dạ vâng. thì họ một ngày trong cơ thể họ có thể chứa khoảng 4 cho tới 5.000 calorie. Wow. Thì nếu mà chứa như vậy đó thì mà họ không hoạt động thì không có thể nào cháy hết những cái lượng calorie trong trong cơ thể. Nếu kính thưa quý vị, nếu nói như anh Khoa như vậy thì trong một ngày thường thường là mình có ăn sáng, có ăn trưa và có ăn tối. Nhưng mà nếu như mà chúng ta ăn hết những cái món này một trong một ngày, chỉ ăn như vậy thôi là đã đủ lượng calorie hoặc là hơn nữa. Như vậy có phải là mình chỉ cần ăn một lần một ngày không anh? Đó, đó, vâng. Yeah. Đó thì một phần này đã đủ cho ba phần hàm lượng calorie trong 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 một ngày. Đó vì lý do tại sao mà chúng ta thấy người Mỹ và các luôn cả các em Việt Nam, Á Châu bắt đầu có những cái triệu chứng béo phì vì biết ăn nhưng mà không có biết cái lượng calorie trong cái phần ăn của mình là bao nhiêu. Dạ. Như vậy